Quay vô mấy chú con máy nha. Để tin 026, con này bán cho mấy chú 5 triệu rưỡi làm xích nha. Làm này, làm máy tin nè. Mà làm bánh xe nha, làm này làm 47 nha. Xích là xích còn ít nha. Còn cưa được vài mạch nha. Đây. Con này bán cho mấy chú 5 triệu rưỡi thôi. Made in Germany nha, máy Đức chăm chăm, máy móc bao zin, bao là chưa bung chưa chẻ. Số đuôi là 043 nha. Đây là zin của nó là cháy khế, nhưng mà cháy khế thì mình không có chuộng á. Thì ông phay lên để bỏ đồng tiền rồi nha, về bỏ đồng tiền vô là xài nha. Ai mua thì con bỏ đồng tiền vô cho nha. Ốp lam đồ đầy đủ. Này là tháo cho mấy chú coi bơm nhớt nha. Tân xích nè. Này Estin 026 49cc, máy móc bao zin, bao bung chưa chẻ, bê tông còn vẫn ngang mờ mờ nha. Chén là chén Estin luôn nha. Con này bê tông 44 ly 49cc nha. Gầm nè, khá là đẹp nha. Này mặt tiền nó bị đây nhẹ nha. Bán cho mấy chú 5 triệu rưỡi nha. 49cc. Đây, giật cho mấy chú nghe tiếng nổ. Máy móc bao zin nha. Con này bơm nhớt đồ đầy đủ nha. Nhớt của nó xài nhớt mới tinh luôn. Con này chưa dọn rửa, chưa vệ sinh gì hết nha. Con này như video là 5 triệu rưỡi nha. Vậy thì mấy chú alo 0376128789 hoặc là 0963907939 nha. Nè, sơn nước ngoài luôn nha. Cái hầu nó kỳ lắm nha. Nhìn đúng lạ luôn. Rồi, 5 triệu rưỡi nha.